điện tấm huy chương vàng đầu tiên ở môn tennis Olympic 2024. Gã khổng lồ Pháp, 2m04, giành 6 huy chương thống trị lịch sử judo Olympic. Đội tuyển bơi lội Trung Quốc liên tục bị kiểm tra doping, vận động viên bức xúc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với những tin tức tổng hợp về thế vận hội mùa hè Olympic 2024 của chúng tôi. Trước khi đến với những nội dung chính có trong chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Liên quan đến việc liên tục bị kiểm tra doping, Zhang Yufei, một thành viên đội tuyển bơi Trung Quốc đã có phát biểu rất bức xúc rằng tại sao các vận động viên Trung Quốc lại bị chất vấn khi giành thành tích tốt ở bộ môn bơi lội? Tại sao không ai chất vấn Michael Phelps khi anh ta chiến thắng được biết Michael Phelps từng giành đến 23 huy chương vàng bơi lội trong 4 lần dự Olympic. Tranh cãi lớn giữa đội tuyển bơi Trung Quốc và phần còn lại xảy ra từ trước khi Olympic Paris 2024 bắt đầu. Trước đó hàng chục vận động viên bơi của đại lục bị phát hiện dương tính với doping năm 2021 nhưng vẫn được dự Olympic Tokyo 2020. Họ vẫn giữ các giải bơi quốc nội dù trong diện điều tra. Tuy nhiên cơ quan phòng chống doping thế giới WADA xác nhận Kết quả điều tra cho thấy các vận động viên Trung Quốc không cố tình dùng chất cấm. Họ bị nhiễm Trimetazidine, một loại thuốc tim bị cấm do khả năng tăng cường sức bền, và chất này nhiễm qua thực phẩm từ bếp ăn khách sạn. Các cuộc điều tra độc lập ủng hộ quyết định của WADA. Ngoài ra, World Aquatics cũng kết luận không có bất kỳ sự che đậy nào của các cơ quan quản lý. Man khẩu chiến càng có gì bùng phát sau nội dung 100m tự do nam năm nay, Panjali bất ngờ phá kỷ lục thế giới và giành huy chương vàng với thành tích 46 giây 40. Vận động viên này đã phải trải qua 21 cuộc kiểm tra doping chỉ trong vòng 2 tháng trước khi Olympic khởi tranh. Tuy nhiên, chuyên gia bình luận người Australia Brad Hockey khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng khi đăng tải dòng trạng thái: "Không thể thực hiện thành tích này với con người, đây không phải là thành tích có thể xuất hiện trong đời thực với đối thủ này và giải đấu này." Vận động viên judo người Pháp Teddy Riner đã chính thức ghi danh vào lịch sử thế vận hội Olympic với thành tích đáng kinh ngạc. Sau khi giành được 6 huy chương Olympic, Riner đã trở thành võ sĩ judo vĩ đại nhất trong lịch sử của môn thể thao này tại Thế vận hội. Tại Thế vận hội Paris 2024, Riner đã giành huy chương vàng ở hạng cân cộng 100 kg, trở thành võ sĩ judo nam đầu tiên giành được 5 huy chương Olympic cá nhân, ba huy chương vàng, hai huy chương đồng, một huy chương vàng đồng đội. Trận chung kết judo hôm 2 tháng 8 giữa Riner gặp Kim Min Jong của Hàn Quốc diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Riner đã giành chiến thắng bằng Don Ipen, tương đương knockout, mang về huy chương vàng thứ ba đơn nam cho Anh sau London 2012 và Rio 2016. Thành tích của Teddy tế Riner không chỉ là niềm tự hào của judo Pháp mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực và kiên trì. Chuyên gia thể thao quốc tế John Dewey nhận định, Riner đã đặt một dấu mốc không thể vượt qua trong lịch sử judo Olympic anh ấy không chỉ vượt trội về thể chất mà còn sở hữu kỹ thuật điêu luyện và tâm lý vững vàng. Sau nhiều ngày tranh tài, tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic 2024 của môn tennis đã được trao cho cặp đôi người Cộng hòa Séc Thomas Marchuk và Katerina Siniakova sau khi đánh bại đại diện đến từ Trung Quốc Zhang Jinjeng và Wang Xinyu với tỷ số 21. 62, 57, 18. Ở trận chung kết đôi nam nữ diễn ra vào dạng sáng ngày mùng 3 tháng 8 theo giờ Việt Nam đều sở hữu những chuyên gia đánh đôi trong đội hình, đồng thời có sự hiểu nhau khi Thomas Majok và Jean Jingen thường xuyên đánh đôi nam ở giải ATP. Trận chung kết nội dung đôi nam nữ đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đây là tấm huy chương vàng Olympic thứ hai liên tiếp của Katerina Siniakova. Cách đây 3 năm tại Olympic Tokyo 2020, Siniakova cùng Barbara Krejcikova Dành huy chương vàng nội dung đôi nữ. Chiến thắng này còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi Majok và Zinakova đã yêu nhau hơn 3 năm và theo một số thông tin, cả hai sẽ làm lễ cưới trong năm nay. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, đây đều là tấm huy chương đầu tiên của cá nhân Zhang Junzhen và Wang Xinyu. Tennis Trung Quốc có cơ hội giành huy chương vàng khác ở nội dung đơn nữ, nơi Zhang Qingwen sẽ chạm trán với Donna Vekic, Croatia lúc 20h30 phút tối ngày 3 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Những ngày qua, Lưu Thi Thi là tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện tại Pháp để tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024. Nữ diễn viên gây chú ý vì nhan sắc tuyệt mỹ, sang trọng, thanh lịch. Những hình ảnh chụp nhanh, chưa qua chỉnh sửa của ngôi sao bộ bộ kinh tâm đều đẹp hoàn hảo. Tuy nhiên cũng chính vì đẹp mà Lưu Thi Thi gặp rắc rối. Các chủ đề bàn luận về nhan sắc, trang phục, chuyến đi của Lưu Thi Thi liên tục có mặt trên bảng xếp hạng tin nóng của Weibo. Song nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang bỏ tiền mua truyền thông khen ngợi mình họ chỉ ra Lưu Thi Thi luôn trong tư thế sẵn sàng tạo dáng chụp ảnh để làm tư liệu chứ không phải tới để xem thể thao thực tế nữ diễn viên đang lợi dụng sức nóng của Thế vận hội Olympic Paris để đánh bóng tên tuổi điển hình là bức ảnh Lưu Thi Thi chụp ké một vận động viên bơi lội phan triển nhạc vừa giành huy chương trong khi cô là người không liên quan tuy nhiên cũng không ít khán giả ủng hộ Lưu Thi Thi vì cô tham gia sự kiện với vai trò khách mời của thương hiệu mà nữ diễn viên làm người đại diện hình ảnh của Lưu Thi Thi cũng do thương hiệu chụp lại Thưa quý vị, Olympic Paris 2024 chỉ còn đúng một tuần tranh tài nữa, nhưng đến thời điểm này, tất cả 11 đoàn Đông Nam Á vẫn chưa đoàn nào giành huy trường. Thái Lan mang theo 51 vận động viên đến tranh tài, niềm hy vọng của họ đặt nhiều vào các môn võ, cầu lông, nhưng vì nhiều lý do mà đến lúc này số huy chương của họ vẫn là con số không tròn chỉnh. Thứ nhất, Thái Lan đã thất bại ở một số nội dung được kỳ vọng. Ban Jong Sin -Siri, thất bại không nằm ở trận tranh huy chương đồng boxing. Suberat Isangcheng nữ vận động viên ném đĩa từng vô địch SEA Games tới 7 lần, không lọt vào vòng tranh huy chương ở Paris 2024. Thứ hai, một số môn khác, các vận động viên Thái Lan chưa tiến đến vòng tranh huy chương. Môn cầu lông Kulavut Vitisan đã vào tới bán kết và anh đang ở rất gần tấm huy chương. Nhưng vật cản của anh là Lee jia tay vợt đến từ Malaysia, sẽ chỉ có một trong hai đại diện Đông Nam Á còn hy vọng giành huy chương vàng sau trận đấu ở nội dung đơn nam. Về số lượng vận động viên, xếp thứ nhì là Indonesia, họ mang theo 29 vận động viên thì có tới 18 cái tên đã bị loại sau hơn nửa chặng đường của Thế vận hội Paris. Một số môn, Indonesia bị loại không bất ngờ, nhưng một số môn các vận động viên của họ cũng thi đấu không đúng kỳ vọng. Nỗi thất vọng lớn nhất chắc chắn nằm ở môn cầu lông. Hai niềm hy vọng lớn nhất là Christie và Kiên Tinh, thậm chí không qua được vòng đầu tiên. Nên nhớ hai cái tên này từng đứng top 10 thế giới. Bên cạnh đó, hai môn thi mà Indonesia kỳ vọng vẫn chưa tranh tài, gồm cử tạ và leo núi. Đây là hai môn mà Indonesia tin sẽ giành huy chương, thậm chí là vàng. Năm nay, họ đặt mục tiêu mang về huy chương vàng từ Paris 2024. Ngày 7 tháng 8 tới, những môn thế mạnh còn lại của Indonesia sẽ tranh tài loạt trận chung kết. Nhưng với thất bại ở môn cầu lông, có thể nói mục tiêu giành ba huy chương vàng của đoàn thể thao rất khó thành hiện thực. Với Malaysia và Singapore, những ngôi sao lớn nhất của họ cũng nằm ở môn cầu lông. Lokean Yu, Singapore, đã bị loại ở nội dung đơn nam. Trong khi tối ngày 3 tháng 8, Tan Tina sẽ có hy vọng mang về tấm huy chương đồng, có thể là huy chương đầu tiên cho thể thao Malaysia. Thưa quý vị. Chiều ngày 2 tháng 8, kinh ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ Olympic Paris 2024. Ở tuổi 19, cô gái xinh đẹp quê Long An đã vượt qua chính mình khi đạt thành tích 2 phút 17 giây 18. Trước khi tiểu tiên cá Võ Thị Mỹ Tiên bước vào đường đua vòng loại 200m hỗn hợp nữ, chiều ngày 2 tháng 8, kỷ lục quốc gia được ghi nhận thuộc về Nguyễn Thị Ánh Viên 2 phút 12 giây 33 lập tại SEA Games 28 năm 2015 Singapore. Với bản thân Võ Thị Mỹ Tiên, cô là người giữ kỷ lục trẻ với thông số 2 phút 19 giây 23. Ở tuổi 19, tương lai của Võ Thị Mỹ Tiên vẫn còn ở phía trước và ngay trong lần dự thế vận hội với tư thế đặc cách, Võ Thị Mỹ Tiên đã cho thấy cô xứng đáng có mặt ở Paris. Xuất phát ở làn 1, lượt hai vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ chiều ngày mùng 2 tháng 8 Mỹ Tiên so tài với 6 vận động viên khác là Markena Peru, Han Anchi Đài Bắc Trung Hoa, Lena Áo, Romano Elena Puerto Rico, Mark Luca Leva Latvia, Frank Nicole Uruguay. Mỹ Tiên xếp thứ tư sau 50m đua đầu tiên, tụ xuống vị trí thứ sáu sau 100m đua, duy trì điều đó sau 150m đua, nhưng đã bứt phá mạnh mẽ về đích ở vị trí thứ tư với thành tích 2 phút 17 giây 18. Dù phải dừng bước tại Olympic 2024, nhưng thông số 2 phút 17 giây 18 là thành tích tốt nhất của kính ngư 19 tuổi, quê Long An, trên đường đua 200m hỗn hợp nữ. Kính ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã trở thành mỏ vàng của thể thao Long An trong những giải trẻ, giải vô địch bơi, lặn cô già. Tiểu tiên cá 19 tuổi được biết đến với gương mặt khả ái, giọng nói truyền cảm cùng nhiều thành tích cá nhân nổi bật. Võ Thị Mỹ Tiên được ban tổ chức giải bơi các vận động viên xuất sắc toàn quốc năm 2023 trao tặng danh hiệu nữ vận động viên xuất sắc nhất. Danh hiệu có được khi cá nhân vận động viên giành được 10 tấm huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong các nội dung ở giải, đồng thời giúp đội bơi Long An xếp nhất toàn đoàn bằng thành tích trên. Ở giải bơi vô địch quốc gia năm 2023, diễn ra trong tháng 3 năm 2023 ở thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tiên giành được 13 huy chương trong các nội dung thi đấu, nhưng trong đó có 9 tấm huy chương vàng. Sau Nguyễn Thị Ánh Viên, người ở làng bơi nữ Việt Nam mới chứng kiến thêm một gương mặt thi đấu vừa trội, giành nhiều kết quả huy chương tại giải vô địch quốc gia như thế. Trên đường đua xanh vô địch quốc gia năm 2023, Mỹ Tiên bất khả chiến bại, tại nội dung 100m 200m 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 200m bướm, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do. Lúc đó, nhiều người không nghĩ rằng cô sẽ có sự vượt trội thành tích như vậy bởi Mỹ Tiên cùng nhiều tuyển thủ quốc gia vừa dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc, sau đó về nước thi đấu vô địch quốc gia. Tuy nhiên, kết quả chuyên môn đã được xác lập. Mỹ Tiên từng bày tỏ, Năm 2023 là một năm có nhiều dấu ấn quan trọng với tôi. Tôi đã được tham dự SEA Games 32, được dự ASEAN 19 và tôi cũng đã thi đấu ở giải bơi vô địch thế giới 2023. Qua từng giải, tôi có thêm sự tích lũy chuyên môn cho mình. Còn nhớ ở hồ bơi trung tâm tại SEA Games 32, cô gái có gương mặt thân thiện này khi biết mình giành được tấm huy chương đồng ở cự ly 800m tự do nữ, dù đó chưa phải kết quả tốt nhất, vẫn cười và chia sẻ rằng mình cùng đồng đội đã nỗ lực để đạt được thành tích đó giải bơi của năm 2023 đã khép lại. Mỹ Tiên nhận danh hiệu vận động viên nữ xuất sắc nhất là thành quả đáng khích lệ cho cô. Những tấm huy chương vô địch đã tự phản ánh rằng nữ kịch ngư người Long An đang có chuyên môn tốt nhất làng bơi nữ nước nhà. Cái duyên đến với thể thao của Mỹ Tiên khá tình cờ bởi gia đình nữ vận động viên là gia đình thuần nông ở vùng Tân Lập, Tân Thạch, Long An. Không có ai quen thuộc với thể thao, nhưng Mỹ Tiên lại vô tình được các huấn luyện viên tuyển chọn năng khiếu thể thao Long An phát hiện trong một dịp đi tuyển tài năng trẻ. Khi đó Mỹ Tiên mới 10 tuổi, thấy một cô bé rụt rè nhưng cho vào bơi thử và có các chỉ số đạt yêu cầu. Các huấn luyện viên trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Long An xin phép gia đình cho Tiên đi tập thử và được chấp thuận. Sau 2 năm kể từ ngày đầu được làm quen với thể thao, bơi lội, Mỹ Tiên đã được khoác áo đội bơi trẻ Long An rồi tiếp tục được góp mặt trong đội bơi trẻ Việt Nam dự giải các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2019. Tiên đã giành hai huy chương bạc ba huy chương đồng. Đó là những kết quả huy chương quốc tế đầu tiên của sự nghiệp. Nhớ lại những ngày đầu theo thể thao, Mỹ Tiên từng bảo không có sự thành công nào mà không khổ luyện. Cô cùng các bạn đồng trang lứa luôn chăm chỉ tập luyện miệt mài, bơi nhiều giờ dưới hồ nước, rèn luyện thể lực và kỹ thuật thì mới có được sự mạnh mẽ ra thi đấu. Qua tầng năm, sự thăng tiến chuyên môn của Mỹ Tiên càng tốt hơn. Vinh dự nhất là vào năm 2019, Mỹ Tiên được khoác áo đội tuyển bơi Việt Nam. Mỹ Tiên khiêm tốn cho biết, tôi vẫn phải chuẩn bị thêm về chuyên môn, tôi cần hoàn thiện hơn những lỗi nhỏ của mình như quay vòng và một số kỹ thuật chuyên môn khác cũng như tốc độ khi thi đấu. Tôi còn nhiều điều phải học hỏi nên đừng gọi tôi là kỳ ngư, tôi vẫn là một vận động viên bơi thôi. Sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên và Lê Thị Mỹ Thảo giải nghệ, bơi Việt Nam trông chờ ở lứa vận động viên trẻ và tìm con người đủ sức kế cận. Mỹ Tiên là một trong những người nhận được sự đánh giá cao nhất về chuyên môn. Minh chứng cụ thể được Mỹ Tiên cho thấy, trong thành tích của cô tại các giải quốc nội, người của giới chuyên môn đã đùa vui rằng, cán cân huy trường vàng ở các nội dung nữ ở giải quốc gia giờ lại nghiêng về Long An. Năm 18 tuổi, Võ Thị Mỹ Tiên đã ba lần được dự SEA Games, một lần được thi đấu Asia và một lần dự giải vô địch thế giới. Đây là kết quả đáng nể đối với nữ vận động viên của thể thao miền Tây này. Mỹ Tiên đã dự SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines khi ở tuổi 14. Năm đó, việc dự giải của cô chính là để bơi Việt Nam khởi động cho tài năng này làm quen, nắm bắt khởi đầu với đối trường quan trọng nhất làng bơi Đông Nam Á. Tới SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam năm 2022, Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục là thành viên đội tuyển quốc gia góp mặt. Đáng kể nhất, cô là nữ tuyển thủ Việt Nam bơi tốt nhất tại cùng thể thao dưới nước quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội để giành hai huy chương bạc, 800m tự do, 1.500m tự do, một huy chương đồng, 400m tự do. Tới SEA Games 32 ở Campuchia, cô tiếp tục đảm bảo phong độ rồi giành hai huy chương đồng, 400m tự do, 800m tự do. Không còn đàn chị Ánh Viên và Mỹ Thảo ở đội tuyển, thì hiện tại Võ Thị Mỹ Tiên là tuyển thủ bơi có nhiều huy chương SEA Games nhất đội tuyển bơi Việt Nam. Mỹ Tiên bày tỏ, tôi vẫn có mục tiêu là nỗ lực thi đấu để giành được tấm huy chương vàng SEA Games bất kỳ vận động viên nào cũng có một mục tiêu như vậy. Bởi nữ Việt Nam đã có kết quả đấy trước đây và tôi rất mong mình sẽ tiếp nối được thành tích của đàn chị. Sở trường của Mỹ Tiên là nhóm nội dung 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do, cơ hội để cô vượt lên giành được tấm huy chương cao nhất tại SEA Games trong những kỳ thi đấu tiếp theo không phải là không có. Sự quyết tâm của Mỹ Tiên là có. Tất cả cùng hy vọng cô được thêm sự đầu tư tập luyện tốt nhất thì việc cải thiện thông số chuyên môn khi ra tranh tài SEA Games rất khả quan. Mỹ Tiên tâm sự thêm, với cá nhân tôi, mình luôn nỗ lực trong từng giải được thi đấu, giải đấu nào với tôi cũng có ấn tượng vì tất cả thành tích tôi giành được để lại niềm tự hào cho đơn vị Long An và khi ở đội tuyển quốc gia là mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tôi luôn hết mình để cống hiến chuyên môn trên đường đua xanh. Trước đây và bây giờ, tôi vẫn đặt mục tiêu của mình là luôn cố gắng hết khả năng của bản thân. Vào năm 2025, SEA Games 33 được diễn ra tại Thái Lan. Khi đó, Mỹ Tiên sẽ bước vào tuổi 20, là độ tuổi sung sức nhất của vận động viên bơi lội và với nhiều kinh nghiệm được tích lũy cùng với sự chuẩn bị thì người hâm mộ tin tưởng cô sẽ có một kỳ tranh tài tiếp tục thành công lúc đó. Với sự đầu tư bài bản và những nỗ lực không ngừng, Võ Thị Mỹ Tiên được kỳ vọng sẽ còn phát triển và tiến xa hơn nữa để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam cũng như tỉnh Long An. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.